Hello mọi người, chào mừng các bạn đến với kênh của anh Neil. Năm sổ là sau mini hình thú, bé mừng cực kỳ xinh luôn nè. Vì mình hay ghi chép, có những ý tưởng mới, cho nên là lúc nào cũng cầm một quyển sổ mini cầm tay như thế này để lưu lại những ý tưởng nó ngay lập tức. Dòng sổ đến từ nhà Futurebook, không bao giờ khiến bạn thất vọng đâu nha. Có kích thước khá là nhỏ trong lòng bàn tay thôi, đấy là sổ ở phía trên nè, giúp mình ghi chép không bị cấn đâu. Giấy màu trắng rất dễ ghi chép nè, dòng chữ là kẻ ngang. Sổ rất là nhỏ gọn và tiện ích trong việc mang theo bên người nha. Ngoài ra có nhiều kiểu lắm nè, kiểu này cũng dễ thương. Hàng luôn có sẵn, nhanh tay đặt hàng thôi nè mọi người ơi. Chúc mọi người một ngày hạnh phúc.